là mùa muối, mùa mắm là mùa muối, để dỗ cha, để dỗ cha chú mèo. Mèo mèo ơi, mèo mèo ơi ơi, mèo mèo ơi. Mèo, 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 mèo. Gia đình mèo xin chào tất cả quý vị khán giả. Con mèo này là con mèo gì mà nó điệu quá đi. Mèo được cái mèo cái mà móng tay, trời ơi làm neo nữa. Vậy rồi sao leo lên cây cao được hả mèo? Mèo mà không điệu thì làm sao mà làm mèo cho được. Đây là con mèo gì? Con mèo gì mà lươn một chút xíu mà nhỏ chút xíu vậy? Mèo là phải nhỏ nhắn, dễ thương đúng không mọi người? Ta xin tự giới thiệu, ta là mèo sư phụ. Mèo sư phụ. Mèo truyền thống. Mèo truyền thống. Là mèo này là thầy của con hổ đó. Là mèo mèo mèo, mèo này chân dài, sẵn sao mui mà còn tập gym. Lũ gân mèo nhìn vào là lé mắt, riêng mô nồ nhìn vào là ngán luôn. Ai mà cãi cọ ồn ào quá vậy? Trời đất ơi. Chào cây đèn. Nhìn kỹ lại là chị mèo. Chị mèo dễ thương quá. Mèo đẹp, mèo xinh đẹp quá. Mèo đây là mèo gì vậy? Mèo mèo mèo, mèo này là idol nè, nick top top, hàng triệu người follow nha. Trend nào ra là mình xuất hết. Hơi bị lắm tài mà còn lại trời ơi, đúng là chị mèo này dễ thương, dễ thương mà đẹp nữa. Thôi đi, thôi đi. Ai vậy? Ai vậy? Thôi đi, thôi đi. Giọng ai quen quá vậy? Thôi đi. Ai vậy? Mèo. Suốt ngày cứ là tóp tóp, không có lo cho chồng cho con gì hết. Gì vậy? Con gì lạ quá vậy mọi người? Vậy? Không có nhìn ra con này là con gì vậy? Không biết con gì luôn hả? Con gì? Đoán thử coi. À, con dê. À, con dê, con dê. Không phải. Dê có chùm râu nè. Tôi là con mèo chồng. Còn đây là mèo vợ. À. Đây là hai con mèo con. À. À, thì đây là anh mèo chồng. À. Chứ dê nào cào cái bây giờ. Anh mèo là dê. Cào cái bây giờ. Xin lỗi, xin lỗi. Hồi nãy giờ chửi vợ sướng cái miệng chưa? Mèo. Đừng làm mèo chồng sợ. Thật ra là nãy là có hai bạn mèo ở đây. Là hai bạn mèo nào vậy? Bạn là bạn mèo gì? Ta là mèo sư phụ. À, mèo thầy. Mèo thầy. Còn đây là mèo. Đây là mèo thím. Trời ơi. Mèo thím. Biết sao không, thì có mèo thầy, mèo thím ở đây thì cho chồng ra đây, chồng thị uy, chồng mèo chồng play wild, chồng tạo nét chút xíu. Tạo nét kiểu đó có ngày là tét cái não nha chưa. Không, thấy mấy bạn mèo ở đây nè, vui quá thì cho bế hai bạn mèo con của mình ra đây, cũng tính hát tặng mèo vợ một bài hát cho nó vui, có không khí đó mà. Vậy hát đi. Hát đi. Mèo mèo mèo, mèo vợ làm idol, đã thao giác lại còn giỏi giang. Body ngon, ngoại hình xuất sắc, luôn hết lòng lo cho chồng với đám con. Vậy phải được không? Nghe dặn nè, năm nay là phải biết thương vợ thương con nhiều hơn nghe không? Dạ, cảm ơn mèo thầy. Thôi đi, nội mà nội quá đi. Lúc này đi ra nè, rầy la vợ con, cùng làm ruồng, làm ràng, làm quả đi. Còn từ lúc mà khen vừa khen con, cùng làm lỗ làm lăng, không tin mà nè, làm quả không tin. Ủa, mèo thím này kỳ. Kỳ sao? Hồi nãy ra đây, la vợ, thị uy với vợ,
cũng quở cũng chửi, bây giờ khen vợ cũng la mèo chồng nữa là sao? Là sao? Sống sao mới vừa với lời mèo thím đây? Bây giờ y sao? Bây giờ sao? Sao? Anh hết sức bình tĩnh, anh phải bình tĩnh, anh ơi, anh bị... Cái gì vậy bà nội? Nãy giờ tôi bình tĩnh nhất á. Kìa, bên đó mới gây lộn kìa, đánh lộn nhau kìa, qua can giùm đi. Ồ, bên này ạ? Ờ. Trời, trời ơi, tả bây giờ anh mất bình tĩnh. Dù có chuyện gì hay anh phải hết sức bình tĩnh, anh cũng phải hết sức bình tĩnh, hay anh hết sức bình tĩnh. Chị gái, chị gái, hồi nãy giờ em thấy ở đây chị mới là người bị mất bình tĩnh đó. Đúng rồi đó. Chị có phải hết sức bình tĩnh chị ơi. Ờ, có ai làm sai gì đâu, em mới làm mất bình tĩnh đó. Im đi. Hả? Hai người gây lộn rần nãy giờ mà hô bình tĩnh. À đúng rồi. Gây lộn đâu? Gây lộn gì đâu, nãy gây lộn đâu. À. Giả bộ vậy thôi. À giả bộ. Đùa giỡn vậy thôi. À. Cào cấu vậy thôi chứ. Mèo. Thương gần chết. Mèo. Ôm tôi là tôi đánh á. Mọi người ơi, em ra đây em tự nhiên em bị sang chấn tâm lý quá. Không biết có phải là vào đúng chương trình không? Cho em hỏi đây là chương trình gì vậy ạ? Gala Tết Ba Miền. Ồ thế thì đúng rồi. Chào đón mọi người đã đến với Gala Tết Ba Miền. Vâng thưa quý vị, vừa rồi chỉ là một màn ngẫu hứng tương tác giữa các nghệ sĩ của chúng tôi để chào đón quý vị khán giả khi mà đến với chương trình. Và xin được giới thiệu, tôi là Huyền Trang, rất vui khi được đồng hành cùng với các nghệ sĩ và quý vị khán giả. Và người đồng hành cùng tôi, người bạn dẫn của tôi đó chính là... Ủa có ai đâu? Ai đâu? Ai vậy? Bạn đâu ạ? Bạn nào? Ai đâu? Trời ơi! Bạn dẫn chung với em mà. Mà không biết ở đâu hả? Thì có em đây, có em đây, Tùng Linh đây. Thế mọi người cãi nhau xong rồi à? Ai cãi nhau rồi nào? Hồi nãy giờ mình đùa vui nha, không có gì đâu mà cãi nhau. Dạ, hát hò vui nhộn mà. Tại nãy tụi em nghe từ tiếng kêu cứu thì em mới gọi Tùng Linh ra đây để cùng nhau giảng hòa. Nhưng mà thấy các anh chị cãi cọ hăng quá, sợ quá, trốn trong kia. Em sợ gì đâu, nhìn em thế này thôi nhưng mà hơi bị mỏng manh dễ vỡ đấy nha. À, nói nghe nè, mỏng manh dễ vỡ, em ruột của Long Nhật đó. Và bây giờ thì thay mặt cho tất cả ekip thực hiện chương trình, các nghệ sĩ của chúng tôi sẽ mang đến một bài hát về con mèo thay cho lời chúc gửi tặng cho quý vị khán giả được không ạ? Mình bắt chước loài mèo kêu nhau, kêu cùng anh mèo 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 mèo. Em chỉ muốn ông anh nhõng nhẽo, anh kêu mèo 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 mèo. Ôi những tiếng mèo vùng vùng đập, bởi thầm yêu đừng khi sâu xa. Vì anh yêu em không nói nhanh em mèo mèo. Mình bắt chước loài mèo kêu